anh chị chuẩn bị mình có thể ôn là bài hát nữa nha quý vị nha. Một đôi chân xuống đường không nhìn chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng ta ngồi trong cái khung cảnh hôm nay là cái trụ sở của Hiệp hội Người Việt San Diego. Hiệp hội Người Việt San Diego không chỉ cho chúng ta một chỗ để tổ chức ngày hôm nay mà cũng sẽ đóng góp trong chương trình văn nghệ. Xin được ra mắt với quý vị ban văn nghệ của Hiệp hội Người Việt San Diego. Xin mời các anh chị. Và các anh chị ra hát cho chúng ta nghe hai nhạc phẩm: Bài Hát Chống Xâm Lăng của Nguyệt Ánh và Bên Em Đang Có Ta của nhạc sĩ Trần Tử Thiên. Trong một phút chờ đợi, bên chị chuẩn bị mình có thể ôn lại bài hát nữa nha quý vị nha. Một đôi chân xuống đường không nhìn chữ không gì hết. Thử coi hát được không nha. Một đôi chân xuống đường, hai ba. Một đôi chân xuống đường và đôi chân xuống đường, chiều đôi chân xuống đường để quên sự đất cha ông. Một người cần tìm hồ tàng và người cần tìm hồ tàng, chiều người cần tìm hồ tàng. Hãy biết sống bay đặt ra. Quá giỏi rồi. Và đây là bài ca chống xâm lăng của nhạc sĩ Nguyệt Ánh. Ba văn nghệ Hiệp hội xin kính chào quý vị. Bao lần xâm lấn nam quan, còn nước trong
tình người mà đại dương mênh mông quang lên thân nhỏ nhoi. Thank you.